Em chào anh Việt Lai, chào anh cảnh sát Mỹ, à quên nhầm, anh Việt Kiều Mỹ. Gì Hello, chào chào Việt Lai. Chào anh Thơ Quang, được ra chào chị em lâu quá. Lâu quá mới được lên lại cái cầu truyền hình. Cầu truyền hình. Nó lâu quá, anh mới cho lên cầu đi lơ tơ mơ té thấy mẹ. Hay biểu đó không học đu càng chứ. Đu càng nữa hả? Riết em bị chết tên luôn rồi. Ông két sắt. Rồi két sắt ghê quá. Em nhà lầu đi xe hơi hả? Ở nhà lầu đi xe hơi thì cũng có đấy, nhưng mà cũng phải cài bục mặt ra. Chứ đâu phải mà có sẵn mà tự nhiên có đâu. Cái đó mình nói thiệt. Ở đâu cũng sao không phải đi làm đi không, cài. Không làm có ăn mà anh. Em nghe giang hồ nó đồn chưa thấy. Chuyện đó thì mình cũng đang tìm hiểu cái vụ đó coi để mình khỏi phải đi làm coi. Thì Việt Lai chào lại cả nhà. Sơ sơ lại cái vụ mà tiền điện gì hồi sớm hơn á, nghe vợ phèo nói về tiền điện Lào với Việt Nam gì đó. Thì theo Việt Rai, cái này Việt Rai không có rành nha, nhưng mà Việt Rai cũng có nghe phong phanh cũng đâu đâu đó lâu lâu rồi đó, thì tiền điện Việt Nam với Lào mình thì nó cũng ngang ngang bằng nhau hay gì đó, có thể chênh lệch nhau một tí xíu, nhưng mà hình như là bên Lào nó có một cái nguồn điện nó supply, nó lấy từ Trung Quốc qua nữa, có nguồn điện từ bên Trung Quốc đưa qua nữa, thì cái đó Việt Rai không có dám nói là chắc chắn 100%, nhưng mà gì anh chị em khi nào rảnh thì tìm hiểu thêm dùm Việt Rai. Đó thì cũng có thể là như vậy, cho nên nó rẻ hơn một phần nào đó, thì cái đó Việt Rai không dám chắc ăn đâu. Nhưng mà mình cũng có nghe là cũng Lào nó cũng lấy điện từ bên Trung Quốc, Trung Quốc đưa điện qua cho Lào xài cũng có một phần nào đó. Còn cái vụ mà người Việt Nam mình mà ồn ào hay là cái gì đó, thì theo Việt Rai nghĩ cái chuyện đó thì đó là cái thói quen của người Việt mình rồi. Người Việt mình thì ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng đi tới đâu cũng ồn ào như vậy, nhưng mà người ta có một cái tính rất là hiền hòa. Tuy là ở đây cũng vậy nữa, thí dụ như cái gia đình nhà Việt Rai này đi ra ngoài nói chuyện ấy, thì mình cũng yên lặng hay này kia cái nọ, nhưng mà thí dụ như mình nói chuyện với mấy đứa con mình hay là gì á, mấy đứa bạn của mấy đứa con rồi nó cứ tưởng đâu mình đang cãi nhau chửi nhau không à. Tại vì cái kiểu Việt Nam mình là lớn tiếng, to tiếng, nhưng mà thật sự là cái tính rất là tốt, hiền. Chỉ vậy thôi. Nhiều khi đi tới đây, tới đằng chỗ này, chỗ kia, nói chuyện ồn ào, y xèo, cứ như là đánh nhau vậy. Nhưng mà thật sự nó cũng chả có gì cả. Đánh lộn hay gì, còn bu vô coi, livestream tùm lum tà la hết. Mà còn ở bên Mỹ nè, nó im, giống như bác Cầm ông nói nãy đúng. Nó rất là yên tĩnh, đi tới đâu cũng im đó, đi vô đâu cũng im phân phát. Mẹ có nhiều khi má thở cũng không dám thở nữa. Nhưng mà bà nào ông nào, ví dụ như vô trong bệnh viện đang ngồi chờ, vô trong cái phòng chờ, ngồi sắp hàng chờ, trong phòng im phăng phắc, tivi nó mở nó còn không mở lên tiếng nữa, mà nó mở nó tắt tiếng đi, ai cũng móc cái điện thoại ra lướt lướt lướt, lỡ ông già bà già nào ngồi má rớt cái ly xuống đất một cái cổn, cái ta nói thiếu điều mà dân chúng bung cửa chạy hết vậy. Cho nên nó giống như bây giờ đi ra ngoài ở bên Mỹ nè, cứ hãy mà nghe một cái tiếng động gì lớn ai cũng giật mình hết, sợ rồi, cứ sợ nó bắn nhau đó. Cho nên ở bên đây thì nó là như vậy, nó bắn nhau từ lơ hết. Thì mấy anh đó, mấy ảnh thì hay có cái câu giống như là cảnh sát đồ này kia vô bắn người hay bắn này bắn kia, thì mấy ảnh kêu là gì, người ta thực thi pháp luật hả? Còn hãy mà bên Việt Nam mình mà trấn áp tội phạm thì kêu là gì, đàn áp dân hả? Dân đó, ở cái kiểu đó cái vậy đó, cái hãy mà bên kia mà trấn áp tội phạm gì không cần biết, cứ quay phim vô là đàn áp dân đó. Mà hãy mà bên đây đồ mà nó bắn người từ lưa tét lét đó, thì mấy ảnh nói là nó thực thi pháp luật. Đeo mà nó đúng là cái đám nó, ta kêu là xỏ lá là không sai mà. Giống như Việt Nam, giống như Việt Nam bên Mỹ á, đi làm á, hoặc người dân Mỹ đi làm đóng thuế cho nhà nước đúng không, đóng thuế cho chính phủ đúng không,
đúng rồi anh. Thì cái đó là cái đó là nghĩa vụ của người dân phải đóng nộp thuế cho nhà đúng nước rồi. Còn nếu ở Việt Nam á, ở Việt Nam á thì nó sẽ sủa rằng là cộng sản bóc lột dân. Cộng sản bóc lột dân mà cứ toàn là ông này ông kia ăn. Nhưng mà em không hiểu những cái cầu, những đường xa lộ cao tốc, rồi những cái trường trạm đồ này kia kia nọ ở đâu mà ra dữ vậy trời. Bao nhiêu người Việt Nam bây giờ á, mấy cái này chắc anh chị em mà ở bên Việt Nam á thì không có nghe đâu, nhưng mà Vietrai bên này, Vietrai nghe là nhiều người, rất là nhiều người Việt Nam ở đây này, đi về Việt Nam khi mà ngồi trên máy bay á, thì những người bạn của mình mà nói chung là những người mà họ không có cái chống cộng gì hết á, họ sống trung lập thôi, hoặc là họ thấy sao họ nói vậy, thì khi mà máy bay vô tới khu vực thành phố Hồ Chí Minh rồi chuẩn bị hạ cánh, ai cũng nhìn xuống. Ai cũng nhìn xuống rồi giống như là wow, sao mà Việt Nam bây giờ phát triển dữ vậy? Trời ơi, coi đường xá, xe cộ, rồi nói chung là cơ sở hạ tầng bây giờ nhìn nó khác quá đi. Đó, giống như là người ta vui. Đấy, thì những cái đó sao cái đám ôn binh dịch vật đó không thằng ma nào không nói hết. Đó, thì cũng có một số thành phần Vietrai biết nó chống cộng thì nó qua những cái đó nó không nói là đúng, nó im. Thấy không? Mà cứ mở miệng ra thì bắt người dân đóng thuế rồi ăn cái này ăn cái kia. Đấy, thì bây giờ rõ ràng thằng nào ăn, thằng nào làm cái gì thì bắt tổng nhà mình túm đầu quăng vô lò hết. Cái chuyện đó rõ ràng. Nhưng mà mấy cái thằng mội vàng chả thằng nào nói cả. Mà nó chỉ môi móc, nó chỉ ngồi, nó rình mò, nó môi móc những cái chuyện gì mà nào là gì ta? Giá xăng, giá điện lên, đóng thuế cao đó, mà nó ở tuốt ở bên đây, nó ở tuốt bên đây, đúng ra nó phải lo những cái chuyện xung quanh ở bên đây nè, những cái chuyện mà xảy ra hàng ngày nè, đúng rồi, nó bắn nhau chết hàng ngày, mỗi ngày bao nhiêu người, rất rất là nhiều, mấy ngày hôm nay nó bắn quá trời luôn, sao không thằng nào lên tiếng, tại sao nó không kéo nhau nó xuống đường, nó không đi tới những cái khu city hall thành phố đó để nó kêu gọi người dân là phải ngăn cản, tìm mọi cách để ngăn cản mấy cái đó, mà nó chĩa cái mỏ nó tuốt về bên kia làm như thế nào, mình nghĩ không ra. Không, cái câu hỏi này này em có hỏi nó rồi anh ạ. À, nó bảo là tao đâu ngu ra đường, nó bắn tao ra. Nói gì trong mình ở đâu, mình đóng thuế ở đâu, mình sinh sống ở đâu, mình phải lo cái nơi đó cái đã, cho ai, cho gia đình mình, cho con em của mình, chứ mình không có đi lo cái chuyện tào lao, đúng không? Cái đó em nói đúng không? Thí dụ như bây giờ anh ở cái khu phố của anh ở cái phường đó thì anh ý, phải đi hội họp, ý là Vietrai chửi cái tụi ba que là không nhà dạy chợ, đúng không? Thì đó em nói vậy đó, thì anh cứ nó nhiều cái lắm chứ không phải một cái khu nhà dạy chợ không đâu. Thấy không? Thí dụ như bây giờ anh ở Việt Nam, anh ở cái khu phố của anh phải phấn đấu, anh phải làm sao cho cái khu phố của anh nó thành một cái khu phố văn hóa. Anh phải làm sao cho cái chỗ của anh ở là phải là trở thành một cái khu phố đẹp, khu phố gì đó, để cho cái chính phủ ở trên người ta sẽ gửi thêm tiền về để nâng cấp cái khu phố của mình lên, đúng không? Adeo mẹ nó chọc. Trong khi đó ở đây nó ngay chỗ nó ở như là một cái đống rác, nó quậy tưa lừa tét lét hết, mà nó đeo có lò, nó đi nó lo cái chuyện ở đâu tào lao vậy, mà nó nói nó không bao giờ yêu thương yêu thích tới, nó không bao giờ này kia nọ, rồi cái đuổi dí qua nó lo, nó thấy người dân coi như là lo cho người dân á. Đeo mẹ nó, người dân Việt Nam có ai cần nó lo đâu. Em ở đây, em đi về Việt Nam em thấy dân Việt Nam người ta sống phay phay, người ta sống còn khỏe hơn em ở bên này nữa. Đâu, giống như cái thằng gì đó, cái thằng Trung Nguyên phải không? Trung Nguyên nó ghê cái gì á, mình cũng nói nó chạy cái nó nói đâu, tự vì bên Việt Nam còn má tôi ở bệnh, mà còn bà con tôi ở bệnh, bà con của tôi kêu tôi lo, má bà con của tôi kêu tôi lo đó,
thấy 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 dễ dễ quê không đó. Mà những cái gì mà tụi nó nói á, những cái gì mà anh chị em nghe tụi nó lên diễn đàn, tụi nó gào kêu gào là ở Việt Nam này kia nọ, thì ở bên Mỹ này nó còn hơn cái đó gấp bao nhiêu lần. Ở bên Mỹ nó còn hơn cái đó gấp bao nhiêu lần. Rất là nhiều thứ. Bây giờ muốn cái gì Việt Rai nói ra Việt Rai nó cũng có đó. Bây giờ homeless thì nó nói là homeless tại vì người ta thích tự do ra ngoài ở vậy. À, người ta có hết á, người ta có chu cấp đồ này kia hết á, nhưng mà người ta thích ra ngoài ở cho nó tự do. Ê đeo mẹ nó vậy, tại sao những cái người đàn bà có bầu đứng ở ngoài cầm cái bảng là cần tiền, cần này cần kia là sao? Việt Rai có đưa lên rồi đó. Những cái người đàn bà nha, đàn bà con gái mà đang có bầu, không những có bầu nữa mà còn dắt thêm hai ba đứa con nhỏ ra ngoài đường đứng xin tiền nữa, bây giờ nó đứng rất là nhiều. Việt Rai không có nở mà nhiều khi mình không có muốn cầm cái máy quay phim để mình quay những cái cảnh đó. Bất đắc dĩ lắm thì mình nhá một cái để mình nói là có bằng chứng thôi, chứ còn mình cũng không có muốn làm như vậy, mình thấy tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Thì cái đó nó trả lời như thế nào? Nếu mà có nhà nước lo hết, chu cấp hết, đầy đủ ngon lành hết, thì tại sao người ta phải dắt con người ta ra ngoài đường đứng như vậy? Cái cảm giác của mấy đứa con nít, mấy đứa nhỏ nó suy nghĩ như thế nào? Có phải tội nghiệp nó không? Nó không dám quay cái mặt nó ra ngoài đường luôn, tại vì xe người ta chạy ngang, phải lựa ngay mấy cái chỗ đông trước chợ đứng thì mới có đông người, thấy chưa? Mà nó nói là lo đầy đủ hết, sung sướng lắm, ở nhà nước lo hết trơn à. Lo cái mạ tía nó chứ mà lo, toàn là một cái lũ ba xạo ba đĩa. Đó, bây giờ mình bỏ dẹp qua bên cái vụ homeless luôn. Bây giờ mình đừng có nói mấy cái thằng ma kia nữa, mà mình nói chính những cái gia đình đó. Có hai vợ chồng đi Việt Rai đi làm về, có hai vợ chồng rất là đẹp, tuổi chừng trên 30 thôi. Hello, có nghe không anh? Vẫn nghe anh. Rồi đó. Thì đó thì người ta đi ra ngoài đường, mình chạy ngang mình nói wow, hai đứa này băng qua đường làm gì đẹp quá vậy. Đi qua tưởng đâu cái gì. Ai ngờ mình kẹt xe, mình chạy xích lên tí xíu, mình thấy nó cầm cái bảng, mà thấy tội nghiệp lắm. Thấy tội lắm. Đó, thì cầm cái bảng là để là bị mất việc. Bị mất việc cho nên phải cần tiền để chi phí. Thấy tội nghiệp không? Thì mấy cái đó tính sao? Chắc là người ta không thích đi làm nữa thôi, chứ còn làm gì mà nó Mỹ mà mất việc được. Ít nhất ở bên Mỹ đi biểu tình có bánh mì với nước lọc mà. À quên, Khánh Dung Dung mới đề cập ví dụ bên Mỹ biểu tình gì đó. Thì ở đây tiếp quá thì về bên Mỹ đại diện đây có mình Việt Rai à, chứ có vài người nữa thì muốn nhờ Việt Rai như những người ở bên đó tìm hiểu giúp xem là bên Mỹ nó có luật biểu tình không. Việt Rai còn nghe mà. Hello anh, nghe không? Nghe. Người ta nghe không? Nghe nhàng người ta nghe nói gì không? Sao anh nói lại đi. Em cái phone em mãi giờ sao nó cài giật quá, em không nghe gì hết. À, tức là mọi người bên này nhờ Việt Rai á kiểm tra giùm xem cho nó chính xác là bên Mỹ á, chính mà bên Mỹ là có luật biểu tình không? Có nghĩa là biểu tình thoải mái tự do, muốn biểu tình là biểu tình, thế đại khái vậy á, có không? Không dám đâu anh, biểu tình anh phải xin phép chứ làm sao mà xuống thoải mái tự do được. À anh muốn biểu tình anh phải tới đó anh xin giấy phép biểu tình. À, ở đâu, bao nhiêu người, để cho cảnh sát người ta biết chứ. À, còn mà anh biểu tình anh cứ bang xuống anh biểu tình kiểu đó, mẹ nó đè nó đập cho mà từ lưa thét lét chứ ở đó.
Nhưng mà có phải báo nội dung không? Thí dụ tôi biểu tình vì vấn đề là tháng này có hả? Có, anh phải biểu tình về cái gì chứ, anh phải nói là biểu tình về cái gì này cái nọ chứ. Đâu phải muốn xuống đường là xuống. À, vậy chứng tỏ là anh em bên này là bị tụi ba que nó lừa đó rồi chúng mày. Bị lừa. Không vô. Em có điện thoại, em có điện thoại vô để em nói chuyện điện thoại xong có gì em nhảy lên lại. Cái này là không phải nó lừa anh em mình đâu, mà khả năng là do anh em tìm hiểu chưa hết thôi. Nó bảo là bên nó được biểu tình mà. Nó chỉ nói vậy thôi. Nó chỉ nói vậy thôi. Còn làm như thế nào để được biểu tình thì nó không nói đúng không? Không nói. Giống như kiểu nó bảo là giống như kiểu đợt trước anh em mình hiểu lầm cái vụ mà sang Mỹ mà không làm toán đấy. Ở đấy đó là do anh em mình không hiểu thôi chứ người ta nói đúng á chứ không phải không có đâu. Vậy là mai mốt anh em mình không nên láu táu vậy, muốn cái gì phải tìm hiểu cặn kẽ đúng không Trung? Rồi chứ để mấy ông ba sọc cứ dắt mũi hoài vậy chán ghê mất mặt quá. Nhiều khi nghĩ đi nghĩ lại anh em mình cũng là có những lời lẽ hoặc là trách các anh hơi quá đáng nhỉ, quá đáng thật. Nghĩ lại cũng đúng. Các anh nói đâu có sai đâu, chẳng qua là nói chưa hết thôi. Cái tự dưng là anh em mình là vội vàng quá. Coi như là mình hiểu sai đúng không? Hiểu sai. Giống như kiểu mà cái việc mà các anh ấy lúc nãy em có đề cập đó, các anh bảo làm bên tháng một tháng làm bên Mỹ là bằng một năm làm Việt Nam đó. Chung nhắc cái này nhớ nè, chung nhắc cái này anh nhớ tới câu chuyện. Câu chuyện bữa có đứa em ở Phèo anh hỏi anh, nó hỏi anh là ủa anh theo quan ở bên Mỹ á. Ở bên Mỹ mà mấy có mấy người Việt kiều họ đi làm cho chính phủ á là oai lắm đúng không, là to lắm đúng không, tại vì làm việc cho chính phủ mà. Chung có hiểu về cái góc độ này không ta? Tức là mình cũng chưa hiểu, mình chỉ tại vì mình nghe hai cái từ chính phủ á thì mình thấy nó cái gì nó to lớn ghê gớm lắm á. Còn thực chất làm chính phủ là làm cái gì làm ra sao thì thực sự mình chưa biết, nhưng mà rõ ràng là hai cái chữ chính phủ trong đây là cái ghê rồi, là cái rén rồi chung đúng không? Rén đúng không? Thì ở đây tiếc thiệt á, việc ra thì đang kẹt điện thoại, không có ông nào bên đó mình tìm hiểu xem là bên chính phủ là làm cái gì, làm gì ở chính phủ. Nếu mà theo mình hiểu đúng không, theo mình hiểu thôi nha, cái này mình chưa hiểu sai chung, mình hiểu giống như là ở Việt Nam mình đi, nếu mà gọi là làm ở trong chính phủ á, thì bèo lắm á, thì cũng phải là trong quốc hội, đại biểu quốc hội hoặc là các cấp lãnh đạo đúng không chung thì mới được xem là chính phủ đúng không? Thì nếu mà nói mà như ở Việt Nam mình mà làm chính phủ thì ví dụ như văn phòng chính phủ này đúng không? Đó thì cái này em nghĩ là cũng đúng á. Người ta bảo là làm chính phủ là to là cũng đúng thôi. Bởi vì anh thử suy nghĩ đi, bây giờ mấy cái ông ở bên đó ông đâu có làm gì đâu. Mà ví dụ như là ông Cầm hay là ông nào đó mà lên mà nói là đầu tiên đó là ông bảo là mấy ông này nói xấu nước Mỹ của tôi. Đó là chuyện bình thường nha. Xong cái thứ hai nữa là ông kêu đợt này là tao trục xuất mày về Việt Nam. Tớ nghe thấy gớm không? Đúng rồi. Quá gớm luôn chứ. Giống như Việt Nam hay ông Cầm lên đi. Ngay tay này ha. Đi vô các diễn đàn ở trong nước nói xấu nước Mỹ đúng không? Chuyện này dài rồi, tụi tôi rồi làm thỉnh nguyện thư đưa lên chính phủ yêu cầu trục xuất mấy cái tay này về Việt Nam luôn. Tụi đó nghe ghê rồi. Ghê chứ. Nhưng mà chính cái chiêu này là nó dọa được nhiều người lắm nha anh. Hồi xưa đó, hồi trước á là nhiều người là không biết, nó dọa nó sợ chứ. Nhưng giờ nhiều người ta biết rồi. Giống như bây giờ đơn giản như anh em mình đó. Ở bên mình đây ví dụ như bảo làm công nhân ở công ty Samsung đi đúng không, nhưng bên đó nó đâu chịu, nó phải đi làm hãng rồi chứ không phải làm công nhân. Đúng rồi, nó không chịu làm cu ly đúng không. Còn nó đang bên mình hiểu nôm na là cái gì,
ví dụ đi làm thuê làm mướn thì cu ly chứ lại gì nữa, đúng không? Chẳng qua là ví dụ cái ngành nghề công việc nó có hơi khác nhau một chút, nhưng mà thật ra là bản chất là như nhau, thì xét cho cùng là cu ly chứ lại gì, đúng không? Giống như kiểu gì ta, ở bên mình, bên nó đi cắt cỏ, nó bảo làm gì ta, nhân viên môi trường à, hay cái gì đó, kỹ sư nông nghiệp à, đó thì cái chuyện này nó hết sức bình thường thôi. Giống như kiểu mấy cái tay ở bên kia nó không có việc gì làm, nó suốt ngày nó lên nó viết ba cái bài vớ vẩn, xong bắt đầu nó bóp méo, nó thêm, nó lấy mấy cái bài báo Việt Nam mình về, xong bắt đầu nó xào xáo lại, xong nó thêm bớt xíu, xong bắt đầu nó anh biết nó gọi là gì không? Học giả. Học giả. À, học giả. Học giả. À, mà học giả chứ không phải học thiệt chứ. Chúng hiểu lầm. Cái này chúng hiểu lầm. Cái đó nó nói đúng á. Tức là nó học giả chứ đâu có học thiệt đâu. Không, nhưng mà chính là em thấy cũng hay ở bên đó là thích nhà báo là nhà báo, đúng không? Thích giáo sư. Thích làm hoàng đế là làm hoàng đế. Gắn cái mát vô đó. Cũng hay. Thế chúng ta không, cũng học hỏi được nhiều. Đúng rồi, công nhận là cũng lừa được nhiều người, phải công nhận. Bằng chứng là Trung nhớ không, cái vụ mà nó lừa vào chống phá đi đó, rồi cho mày làm tỉnh trưởng, cấp cho mày miếng đất, rồi cái gì cho mày làm phó tỉnh trưởng, phó ty gì tùm lum tà la, mấy ông kia nghe oai người của chính phủ mà Trung. Ví dụ như Trường Đạo Minh Quân đi, thấy không? Ông làm việc cho chính phủ, hoặc là những cái tay khác đó, rồi tôi đang làm việc chính phủ nè. Rồi chụp in ba cái hình, ha, ba cái hình bằng là tiếng Anh tiếng Tây không, rồi gắn lên ba cái logo vài ba chữ ký nó gửi về nữa, thì người dân Việt Nam nhiều người họ biết cái gì đâu, thấy đâu cái hình nó rồi oai quá mà, rồi thêm mà con mọc này con dấu kia nữa thì tin như sấm vậy, đúng không? Tin như sấm vậy đó. Rồi phải nghe lời tụi này đi, chống phá đi, rồi cấp cho đường mới được làm tỉnh trưởng với phó tỉnh trưởng. Ôi, cái chiêu này mẹ tính ra mấy ba que để nó lừa xưa vậy, nó lừa nhiều lắm nha Trung. Lừa nhiều chứ anh. Anh nhớ ngày xưa mà cái vụ mà Nguyễn Hữu Chánh không? Chánh Bịp không? Ờ. Quyên góp bao nhiêu tiền xong rồi anh biết là hắn nói gì không? Hắn kêu là nào là hắn có bao nhiêu sư đoàn, bao nhiêu tiểu đoàn ở bên Thủy Đông Dương các kiểu, rồi sẵn sàng về lật đổ cộng sản thế này thế nọ đó. À anh nhớ không, quyên góp bao nhiêu tiền luôn, bây giờ lòi ra một cái đám mà bây giờ ở trong rừng nuôi gà trồng rau đó ở bên Thái Lan á, Uyên Phạm đúng không, Uyên Thùy chứ, rồi Tuấn Miner rồi các kiểu đó, mới lên phố Bonsa TV rồi đi nói Trịnh Hội đồ voi các kiểu đó. À cuối cùng bị lừa hết luôn, cả đám bị lừa, thì cả đám bị lừa đó. Những câu chuyện này anh okay. Em chia sẻ nó không vui, ok. Em cũng cảm ơn anh và cô chú anh chị. Ok, cảm ơn Trung nha. Cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thôi qua xin chào lại tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.